Xin mến chào quý vị khán thính giả đang nghe chuyện trên kênh Audio Kiếm Hiệp thân mến. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục đến với tập 294 của bộ truyện Tiên Hiệp Đế Tôn, tác giả Thạch Trư, qua giọng đọc của Khánh Duy. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục cùng theo dõi diễn biến của câu chuyện ngay sau đây. Lúc bấy giờ Giang Nam vẻ mặt tươi cười mời Nam Quách Tiên Ông cùng một chỗ thăm dò tòa tiền sử thánh điện này. Nam Quách Tiên Ông nháy mắt mấy cái, cười hăng hắc nói: "Lão đệ, ta cũng đang có ý này. Nói thật, tòa đại điện này âm trầm khủng bố. Tiên Ông ta một mình tới đây cũng là lo lắng, hãi hùng, e sợ cho quái vật gì đó nhảy ra. À đúng rồi, nghe nói lão đệ ngươi đạt được một ngụm chấn bệ rất là huyền diệu, không bằng để cho lão ca ca nhìn một chút xem, kiến thức một chút xem." Giang Nam sớm đã đem chấn bể thu hồi, lắc đầu cười nói: "Ở đâu có cái chấn bể như vậy chứ, Tiên Ông nhất định là nghe lầm rồi." Một già một trẻ liếc nhau đánh cái cười ha ha, hơi có chút thương vị tỉnh táo thương tích. Đạo Vương đối với hai người này không khỏi im lặng, thầm nghĩ một tiếng: "Đúng là hai tên bại hoại." Lập tức Đạo Vương ngẩng đầu dò xét tấm bia đá cự đại, chỉ thấy bia đá cao vút trong mây, ở trên mặt rậm rạp phù văn. Cái phù văn này không giống với bình thường, thực sự không phải là bất luận một loại tiên đạo phù văn nào. Mặc dù dùng nhãn giới kiến thức của hắn cũng phỏng đoán không ra ý tứ bên trong đó. Đột nhiên trong mắt Đạo Vương, những phù văn cổ quái kia lắc lư như là nòng nọc ở trên tấm bia đá, bơi qua bơi lại, tự động sắp xếp tổ hợp, vậy mà hóa thành một mảnh tiên đạo phù văn, rõ ràng là một môn công pháp cực kỳ thâm ảo. Thân hình Đạo Vương chấn động, thất thanh nói: "Sư đệ, các người mau nhìn." Bọn người Giang Nam hướng bia đá nhìn lại, đã thấy cũng là tiền sử phù văn, nhận thức không ra nửa điểm huyền cơ. Tuy nhiên lập tức trong mắt bọn hắn, những tiền sử phù văn này đã phát sinh cải biến, hóa thành tiên đạo phù văn. Thật sự cổ quái mà. Sắc mặt Giang Nam biến hóa, vội vàng thu hồi ánh mắt lại, thấp giọng nói: "Coi chừng, tấm bia đá này có thể từ ánh mắt của ngươi đọc đến trí nhớ thần thức của ngươi được. Đem văn tự trên thượng diện hóa thành văn tự chúng ta nhận thức kia." Giang Tuyết, Đạo Vương cùng Nam Quách Tiên Ông vội vàng thu hồi ánh mắt, trong lòng nghiêm nghị. Bọn hắn tự nhiên không nhìn được văn tự tiền sử, cũng không hiểu ngôn ngữ tiền sử, sở dĩ chứng kiến phủ văn trên tấm bia đá từ tiền sử phủ văn hóa thành tiên đạo phủ văn, đúng là tấm bia đá này đọc đến hình thức cấu thành ngôn ngữ trong trí nhớ của bọn hắn, đem tiền sử phủ văn ánh vào trong ánh mắt bọn họ hóa thành tiên đạo phủ văn. Nam Quách Tiên Ông lẩm bẩm nói: "Lướt nhìn về phía bia đá, bia đá vậy mà có thể theo ánh mắt người đọc đến trí nhớ tự động phát sinh cải biến. Chỗ cấm địa này thật đúng là kỳ diệu." "Không phải kỳ diệu mà là quỷ dị." Đạo Vương hừ lạnh một tiếng, nhìn chăm chú phương hướng nước chảy, ngẩng đầu nhìn hướng bia đá, chỉ thấy ngọn nguồn Trường Hà chính là đến từ trên tấm bia đá. Trong nội tâm không khỏi khẽ động, thấp giọng nói: "Sư đệ, ngươi xem." Giang Nam nhẹ nhàng gật đầu, hắn cũng nhìn thấy ngọn nguồn của đạo Trường Hà kia. Trên tấm bia đá xuất hiện một cái đại động 3 trượng vuông. Trong động, một cái bình ngọc đặt ở nơi đó. Bình ngọc ngã vào trong đại động, có nước từ trong miệng bình phún dũng mà ra, theo bia đá đổ xuống. "Đầu mối pháp báo của tiên thiên tiên vực sao?" Giang Nam, Giang Tuyết cùng Đạo Vương trong lòng thình thịch đập loạn. Nếu như đạo sông lớn này là tiên thiên nguyên thủy Trường Hà, như vậy cái bình ngọc kia tất nhiên là pháp bảo trụ cột ở trong đó, chỉ cần thu bình này liền có thể khống chế toàn bộ tiên thiên nguyên thủy tiên vực. Ba người thả người nhảy lên, rơi vào trong đại động trên tấm bia đá. Nam Quách Tiên Ông cũng bề bộn nhảy lên, cùng một chỗ tiến vào trong động. Đại động có chút rộng rãi, nước chảy mãnh liệt ồ ồ chảy xuống. Đạo Vương tiến lên thử đem bình ngọc này nâng lên, nhưng bình ngọc thậm chí ngay cả chuyển động cũng không chuyển động. "Thật nắng." Giang Nam cũng tiến lên thử một chút, nhục thể của hắn đã đạt tới cực hạn của chân tiên, so sánh với hỗn độn cổ thần, thậm chí siêu việt hơn một ít tiên vương, thế nhưng không cách nào dung chuyển bình ngọc này mảy may. Nam Quách Tiên Ông cùng Giang Tuyết cũng từng người qua thử một phen, cũng không cách nào đem bình ngọc di động. Nam Quách Tiên Ông lắc đầu nói: "Hey, coi như là bát tiên vương có đến đây,
chỉ sợ cũng chuyển động không nổi cái bình ngọc này. Chỉ có tiên quân đích thân tới đây mới có thể đem bình ngọc lấy đi. Thu! Giang Nam tiến lên chén bể, thúc giục cái pháp bảo này. Lực hút khủng bố chuyển đến, xé rách hư không. Bình ngọc có chút lắc lư, thế nhưng lại không thể thu vào trong chén. Nam Quách Tiên Đông trừng lớn mắt, nhìn chằm chằm vào cái chén bể này, cả giận nói. Người còn nói, người không có chén bể sao? Ồ, nào có cái chén bể gì đâu? Giang Nam bàn tay một phen, đem chén bể thu hồi, có chút người vô tội nói. Sư huynh, ngươi nhìn thấy sao? Tỷ tỷ, ngươi có chứng kiến cái chén bể gì không? Dung nhan của Giang Tuyết xinh đẹp, thánh khiết vô cùng, lắc lắc đầu nói. Chưa từng thấy qua. Đạo vương cũng ho khan một tiếng nói. Ta cũng không có nhìn thấy. Nam Quách Tiên Ông hướng ba người trợn trắng mắt nhìn. Giang Nam cứ khư khư cho rằng không có nhìn thấy, hướng bên trong miệng bình nhìn lại. Chỉ thấy trong bình có không gian bao la bát ngát, như là nước thuần túy tạo thành thế giới vậy. Từng khỏa tinh cầu sáng lạn đều là do nước tạo thành, nối thành một mảnh tinh hà. Chỉ là trong đó cũng ẩn chứa khí tức tịch diệt kiếp cực kỳ khủng bố. Ở thế giới trong bình hóa thành vòng xoáy vô cùng lớn, thôn phệ hết thảy. Tiền thiền tiên vực sao? Nam Quách Tiên Ông cũng gom góp đầu lại, không khỏi động dung, thất thanh nói. Tiền thiền tiên vực thật là kinh người, gần với hai tòa đạo cung rồi. Thế nhưng đáng tiếc cả, cái tiền thiền tiên vực này đã bị tịch diệt kiếp hủy diệt rồi, đã không có đất dụng võ. Đem đạo quả ký thác vào nơi đây, chỉ biết bị tịch diệt kiếp xâm nhuộm thôi. Ồ, bên trong còn có một khối địa phương, không có bị tịch diệt kiếp xâm nhuộm. Đáng tiếc chỉ có một chút như vậy, có thể ký thác đạo quả cũng không nhiều. Cái tiên thiên tiên vực này bị hủy diệt rồi, vô dụng, vô dụng. Giang Nam nháy mắt mấy cái, thở dài nói. Ta ngược lại có thể khu trừ khí tức tịch diệt kiếp này, để cho cái tiên thiên tiên vực này khôi phục tướng mạo sẵn có của nó. Chỉ là mặc dù thanh trừ khí tức tịch diệt kiếp kia, ta cũng không cách nào lấy đi tòa tiên thiên tiên vực này được. Nam Quách Tiên Ông động dung, lại nhìn bình ngọc một chút, đột nhiên cắn răng nói. Lão đệ thực không dám giấu, ta đây gom góp nhặt vài đạo tiên thiên bất diệt linh quang, nếu có thể cùng chén bẻ của ngươi tương dung, nhất định có thể để hắn uy năng càng mạnh hơn nữa, hơn phần nữa có thể thu bình ngọc này rồi. Giang Nam mắt sáng rực lên, nhìn về phía Nam Quách Tiên Ông, nháy mắt mấy cái nói. Ồ, không biết Tiên Ông có thể nhịn đau bỏ qua những thứ yêu thích này hay không. Không thế. Nam Quách Tiên Ông quả quyết nói. Chê cười rồi, tiền tiền bất diệt linh quang là quý trọng bậc nào, lão phu há có thể tặng ngươi không được đấy. Giang Nam cố nén xúc động, một cục gạch chụp chết lão thỏ tử này, cướp sạch linh quang. Nụ cười trên mặt càng phát ra sáng lạn, hắn cười nói. Tiên ông, là có ý tứ gì vậy? Nam Quách Tiên Ông cũng thay đổi một bộ sắc mặt, cười hăng hắc nói. Như vậy đi, giáo chủ ngươi đạt được một phần tiên thiên bất diệt linh quang kia của ta. Ta thu tỏa tiên thiên nguyên thủy tiên vực này, vẹn toàn đôi bên, tất cả đều vui vẻ. Ý của ngươi như thế nào? Đạo vương nhẹ nhàng hư lạnh một tiếng, hữu ý, vô ý, ở giữa di động bước chân, hoành thân ngăn ở trước động khẩu. Sau lưng Giang Tuyết cửu vĩ lắc lư, 9 viên đạo quả hiển hiện ở trên cửu vĩ, xoay tròn, chuyển động. Hai người đứng chắp tay, mờ mờ ảo ảo, đem Nam Quách Tiên Ông vây quanh ở chính giữa. Cái trán Nam Quách Tiên Ông toát ra mồ hôi lạnh, hiển nhiên Giang Tuyết cùng đạo vương đã đối với hắn động sát cơ. Tiên thiên tiên vực đối với chân tiên cùng tiên vương là trọng yếu bậc nào, để cho hai đỉnh cấp cao thủ trong chân tiên này cũng nhịn không được nữa, động sát niệm giết hắn đoạt bảo. Giang Nam nghiêm mặt nói. Sư huynh, tỷ tỷ, không cần như vậy. Tiên ông cùng ta chính là hảo huynh đệ, đồng sinh cộng tử, giúp bạn không tiếc cả mạng sống mình, không phải ngoại nhân. Giúp bạn không tiếc cả mạng sống sao? Nam Quách Tiên Ông nháy mắt mấy cái, trong nội tâm kêu khổ nói. Là ngươi chọc đao sau lưng ta thì có. Giang Nam cười nói. Tiên ông, nếu ngươi đem phần tiên thiên bất diệt linh quang kia của ngươi tặng cho ta, tiên thiên nguyên thủy tiên vực này tiểu đệ tự nhiên nên hai tay dâng tặng rồi. Nam Quách Tiên Ông không khỏi đại hỉ, giơ tay lên nói. Được, một lời đã định. Giang Nam cùng hắn vỗ tay thề nói. Được, tuyệt không đổi ý. Tuy Nam Quách Tiên Ông là nhân vật giống như Ác Ôn, thế nhưng chú trọng lời hứa mà Giang Nam ở tiên giới
thanh danh tuy cũng không tốt, khó coi, nhưng cũng là nhân vật lời hứa đáng giá ngàn vàng. Hai người thề xong, lúc này Nam Quách Tiên Ông lấy ra từng đạo tiên thiên bất diệt linh quang. Vậy mà nhiều đến năm đạo, đúng là tiên thiên pháp bảo vạn chú thiên chuông, sau khi bị đánh nát vỡ vụn hóa thành tiên thiên linh quang. Giang Nam động dung, hắn trước trước sau sau mới đạt được ba đạo bất diệt linh quang, mà não thọ tử Nam Quách Tiên Ông này vậy mà đạt được năm đạo. Điều này nói rõ khi đó Nam Quách Tiên Ông hoàn toàn chính xác che giấu thực lực so với Giang Nam vượt qua rất nhiều. Bất quá ở bên trong tiên thiên linh quang Giang Nam đoạt được có một đạo, chính là bộ vị đầu mối của vạn chú thiên chuông, rất trọng yếu. Mà Nam Quách Tiên Ông lấy được năm đạo linh quang này là bộ vị bình thường, giá trị xa xa không bằng Giang Nam đạt được. Giang Nam tiếp nhận tiên thiên linh quang, thần thức dò xét một phen, phát hiện trong những linh quang này tuy có lạc ấn của Nam Quách Tiên Ông, thế nhưng không có ký thác đạo quả, không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Hắn cười nói: Tiên Ông, không phải tiểu đệ lo lắng ngươi đâu, tiểu đệ cũng muốn lưu lại một tay, miễn cho ngươi đột nhiên thu hồi linh quang. Ồ, dễ nói mà. Nam Quách Tiên Ông cười tủm tỉm nói: Cẩn thận chạy được vạn năm thuyền, Tiên Ông ta cũng không phải là không tin được giáo chủ. Hai người ngoài miệng nói rất thống khoái, thế nhưng một người chết sống không thu lạc ấn bên trong linh quang lại, một người khác thì đau nhức ra tay độc ác, thi triển pháp lực cưỡng ép xóa đi lạc ấn trong đó. Giang Nam xóa đi lạc ấn bên trong những linh quang này, lập tức đế lên chén bể, chỉ thấy chén bể cùng năm đạo linh quang này dẫn dắt lẫn nhau, đột nhiên chấn động, tự hóa thành một đạo linh quang vừa thô vừa to. Năm đạo linh quang lần lượt bay tới, dung nhập vào trong đó. Linh quang dung chuyển, đạo âm du du. Đoang! Một tiếng chuông khàn khàn truyền đến, sau khi linh quang dung hợp hóa thành một bát nước lớn xuất hiện ở trước mặt mọi người. Cái chén này như cũ là che kín lỗ thủng, thế nhưng chén bể lớn hơn rất nhiều, sâu hơn rất nhiều. Giang Nam lập tức cảm giác được trong chén này chất chứa uy năng so với lúc trước càng thêm cường đại hơn, càng thêm thần diệu, cơ hồ tăng lên mấy lần uy năng. Đã có cái chén bể này, lại cộng thêm tiên thiên nguyên thủy tiên vực, ta rút cục có thể ở tiên giới đứng vững nền móng được rồi. Giang Nam cười ha ha, hăng hái. Nam Quách Tiên Ông sắc mặt kịch biến, cười lạnh nói: Giáo chủ, ngươi hẳn là muốn thay đổi rồi hay sao? Giang Nam tiếng cười rơi xuống, nghiêm mặt nói: Ồ, tự nhiên là không, chỉ là Tiên Ông, sau khi ngươi đạt được tiên thiên nguyên thủy tiên vực, chuẩn bị đem nó phóng ở nơi nào đấy? Nam Quách Tiên Ông ngẩn ngơ, tinh tế suy nghĩ, tiên giới lớn như vậy nhưng đều đã bị người chia cắt hoàn toàn, thật sự là mình không có chỗ an trí tiên thiên nguyên thủy tiên vực. Giang Nam tiếp tục nói: Tiên Ông, ngươi tại tiên giới có tiếng xấu, lẻ loi một mình, không biết bao nhiêu người đối với ngươi hồ đánh kêu giết như vậy, làm ngươi không có đất đặt chân. Không có đất đặt chân, ngươi ngược lại có thể sống đến bây giờ, nguyên nhân là gì, không cần nói cũng biết được. Nếu ngươi đạt được tiên thiên nguyên thủy tiên vực, liền cần phải lựa chọn một chỗ tiên cảnh, đem tiên vực gieo xuống, ký thác đạo quả. Ngươi một mình một người, khi đó liền là tử kỳ của ngươi rồi. Sắc mặt Nam Quách Tiên Ông có chút khó coi, hừ lạnh một tiếng, không có phản bác gì, thầm nghĩ: Cái tên xấu xa này, lời nói không sai, lão nhân gia ta bốn phía đánh cướp như vậy, đắc tội một đám tiên vương, tiên quân. Ngày bình thường không có chỗ đặt chân an toàn, nhưng mà nếu gieo xuống tiên vực, ký thác đạo quả, vậy thì thật sự muốn chết rồi. Tuyệt đối sẽ có rất nhiều tiên vương, tiên quân đuổi giết đến thăm, để cho ta không đường có thể trốn được. Giang Nam cười tủm tỉm nói: Tiên Ông, ta cũng có địa phương có thể an trí tiên thiên nguyên thủy tiên vực. Chỗ địa phương này là tiểu đệ cùng mấy đạo hữu cùng chung chí hướng mở ra tiên cảnh. Nếu Tiên Ông không chê, liền cùng mấy người chúng ta chung một chỗ kinh doanh tiến tiên cảnh này. Nếu như Tiên Ông muốn tới tiên cảnh chúng ta đặt chân, chúng ta liền được một nửa quyền khống chế nguyên thủy tiên vực. Đương nhiên không phải chúng ta không tin được Tiên Ông, mà là đạo quả của chúng ta nhất định phải khống chế ở trong tay của mình. Nam Quách Tiên Ông hừ lạnh một tiếng, khô cằn nói: Một nửa quyền khống chế nguyên thủy tiên vực sao? Giáo chủ, khẩu vị của ngươi quá lớn rồi. Giang Nam ha ha cười nói: Không lớn, thật sự không lớn mà. Tiên Ông, ngươi nghĩ mà xem, dựa theo ước định, ta diệt trừ dư âm tịch diệt kiếp trong bình ngọc này. Thế nhưng ở chỗ này, ngươi có thể vận dụng pháp lực tế lên bình ngọc, đem tiên thiên nguyên thủy tiên vực lấy đi sao? Còn không phải muốn dựa vào ta
đem cái bình ngọc này lấy đi hay sao? Sắc mặt Nam Quách Tiên Ông trở nên càng thêm khó coi, lạnh như băng nói: Ta có thể đem đạo quả của mình ký thác vào bên trong đó, khống chế bình ngọc. Tuy thu phiến tiên vực này có chút khó khăn, thế nhưng cũng không phải là không có khả năng. Một nửa quyền khống chế không có khả năng cho ngươi được. Giang Nam thở dài nói: Ta quên nói cho ngươi biết rằng trong bình ngọc này đã có người đem đạo quả ký thác vào trong đó rồi, chờ đợi thu thành quả thắng lợi thôi. Người này là tồn tại như là Bát Tiên Vương. Sắc mặt Nam Quách Tiên Ông trở nên tái nhợt, thần thức bay vào trong bình ngọc dò xét, quả nhiên phát hiện bên trong có chấn động dị thường, rõ ràng là có người đã sống nhờ vào trong đó, chờ đợi có người đem dư âm tịch diệt kiếp trong bình ngọc quét dọn, liền đem tiên thiên nguyên thủy tiên vực này mà cướp đi. Người này vô cùng âm hiểm, đạo quả cực kỳ cường đại, thẳng truy theo tiên quân, là nhân vật cực kỳ lợi hại. Sắc mặt Nam Quách Tiên Ông âm tình bất định, cả giận nói: Họ Giang kia, người sớm biết trong bình đã có người âm thầm ký thác đạo quả, nói rõ là muốn âm ta mà. Đem tiên thiên linh quang của ta lấy đi. Cái tiên thiên nguyên thủy tiên vực này lão phù không muốn nữa đâu. Giang Nam mỉm cười nói: Thiên ông, linh quang tương dung ngay cả ta cũng không thể tách ra được. Năm đạo linh quang của ngươi chỉ sợ là không thể trả lại cho ngươi được rồi. Bất quá ta còn tuân thủ hứa hẹn, đem tiên thiên nguyên thủy tiên vực này vẫn là quy cho ngươi sở hữu à. Nam Quách Tiên Ông dựng râu trừng mắt, cả giận nói: Cái bình ngọc này ta không cách nào khu trừ dư âm tịch diệt kiếp được. Cho dù khu trừ dư âm tịch diệt kiếp kia cũng bị ngươi đem tiên vực cướp đi. Cho dù có thể chấn áp đạo quả của người nó, ta một người cũng không cách nào đem tiên vực gieo xuống được. Căn bản không thể ngăn cản cửu gia trả thù. Ta muốn cái tiên vực này còn có gì dùng đây? Giang Nam hướng dẫn từng bước nói: Tiên ông, ta giúp ngươi tiêu trừ dư âm tịch diệt kiếp kia, giúp ngươi chấn áp đạo quả của người kia, rồi lại giúp ngươi chống cự cửu gia của ngươi công kích ngươi. Ngươi báo đáp ta như thế nào đây? Nam Quách Tiên Ông lướt hắn một cái, cười lạnh nói: Ngươi sao hảo tâm như vậy sao? Hơn nữa bản thân ngươi còn khó bảo toàn. Giang Nam trùng trùng điệp điệp vỗ vỗ bộ ngực của mình nói: Ta có thế lực lớn, thế lực không kém hơn Bát Tiên Vương đâu. Dưới chứng của ta, chân tiên viên mãn cảnh giới không dưới trăm tôn, chân tiên tán tiên bình thường càng là nhiều vô số kể, lấy ngàn mà tính. Dùng thế lực khổng lồ như vậy còn lo lắng có người đánh ngươi hay sao? Nam Quách Tiên Ông có chút động tâm nói: Ngươi thật sự có nhiều nhân mã như vậy sao? Tiên Ông, thế lực của ta to lớn ngươi không cách nào tưởng tượng được đâu. Chẳng lẽ ngươi đã quên rồi, ta chính là thần đạo giáo chủ, một trong chín đại thần tổ. Giang Nam cười ha ha, tha thiết nói: Đương nhiên, người của ta đem đạo quả ký thác vào bên trong tiên vực. Cái tiên vực này nếu như do người khống chế, sinh tử của ta chẳng phải đều là ở trong tay ngươi rồi sao? Cho nên quyền khống chế cái tiên vực này... Nam Quách Tiên Đông chần chừ nói: Phần người một nửa, ngược lại không phải là không thể được. Ta chỉ là cầu một chỗ an toàn, lập mệnh, chỉ cần an toàn là đủ. Người nhiều người như vậy đương nhiên phải khống chế một nửa tiên vực, ta khống chế một nửa kia. Bất quá ngươi phải thề không thể chiếm đoạt một nửa kia của ta được. Hơn nữa lúc cửu gia tìm đến thăm các ngươi, phải bảo vệ ta an toàn, không thể đem ta bán đi được. Được, thành giao. Giang Nam giơ tay lên cười nói. Nam Quách Tiên Ông cùng hắn vỗ tay thề. Sau khi bàn tay va chạm, vị lão tiên ông này tinh tế nghĩ lại, càng nghĩ càng cảm thấy không đúng, đột nhiên tỉnh ngộ lại, cả giận nói: Không đúng, không đúng mà. Số tiểu tử, người vẫn là âm hại ta rồi. Lão phù cống hiến năm đạo linh quang, cái tiên vực này còn không có đến tay được. Ngươi nhiều người như vậy khống chế một nửa tiên vực cùng khống chế tiên vực nguyên vẹn, căn bản không có khác gì nhau. Lão phù ngoại trừ có thể ký thác tiên vực ra, vẫn là hai bàn tay trắng rồi. Giang Nam tận tình khuyên bảo nói: Thiên ông, nếu như người của ta không phải nhiều như vậy, cửu gia của ngươi tìm tới ai đến bảo hộ cho ngươi đây? Dưới chứng của ta cường giả tụ thấp, còn không cũng là vì bảo hộ ngươi hay sao? Tiên ông ngươi ra lệnh một tiếng, chúng ta ném đầu lâu rời vãi nhiệt huyết như vậy, ngươi là uy phong khí phách bậc nào đấy? Nam Quách Tiên Ông ngẩn ngơ gật đầu đồng ý, thế nhưng trong nội tâm vẫn cảm thấy có chỗ nào đó không thích hợp. Ta vẫn cảm thấy cái suy nghĩ này làm thua lỗ rồi, lỗ lớn rồi.
Lão già này nói nhỏ, tính toán qua lại, thủy chung không biết thiệt thòi ở chỗ nào. Đạo vương nhìn về phía Giang Tuyết, lặng lẽ truyền âm nói: Đồng cực đạo hữu, đệ đệ của ngươi là xấu xa như thế này hay sao? Giang Tuyết thở dài, yên lặng gật đầu nói: Hắn đã trò giỏi hơn thầy rồi. Giang Nam cất bước tiến lên, trầm giọng nói: Tiền ông, sư huynh, tỷ tỷ, các ngươi đem đạo quả tiến lên, ta hộ tống đạo quả của các ngươi tiến vào trong bình ngọc. Trong lòng ba người khẽ động, từng người đem đạo quả tiến lên. Giang Tuyết cùng đạo vương mưu phản Tử Tiêu Tiên Cung, tự nhiên đem đạo quả mang ở trên người, mà Nam Quách Tiên Ông chính là một tán tu, kiều gia quá nhiều, không dám tùy tiện ký thác đạo quả, cũng đem đạo quả mang ở trên người. Pháp lực của Giang Nam tuôn ra, hóa thành một ngụm động nguyên, lôi cuốn lấy đạo quả ba người nhảy vào bình ngọc. Giáo chủ, người thật sự có thế lực lớn như vậy sao? Nam Quách Tiên Ông vẫn còn có chút không quá yên tâm hỏi. Yên tâm, bao có mà. Giang Nam cười tủm tỉm nói: Lão đạo trong miếu kia có phải là Tử Tiêu Tiên Vương thật hay không? Rốt cục có thể tra ra manh mối được rồi. Giang Nam hộ tống đạo quả ba người dũng mãnh tiến vào trong bình ngọc, chỉ thấy dư âm tịch diệt kiếp trong bình ngọc như trước mãnh liệt kích động, hóa thành nguyên một đám vòng xoáy cực lớn, đem nguyên thủy tạo thành tinh cầu thôn phệ không ngừng mà hủy diệt. Nguyên thủy tinh tích chứa năng lượng cực kỳ cường đại, mỗi một khoảng nguyên thủy tinh uy lực chỉ sợ đều không kém hơn Tiên Thiên Lôi Hải Tiên Vực, Tiên Thiên Lôi Châu chút nào. Nhưng ở trong dư âm tịch diệt kiếp, căn bản không có bao nhiêu lực ngăn cản, liền bị tịch diệt ô nhiễm, trở nên không có chút uy lực nào. Đây là dư âm hủy diệt một cái thời đại. Tuy dư âm tịch diệt kiếp trong bình ngọc cực nhỏ, thế nhưng ở dưới cỗ hơi thở này quấy nhiễu, đạo quả bất luận kẻ nào đến nơi này đều nhuộm dần thiên nhân ngũ suy, đạo quả héo rũ chết héo, chạy không khỏi trận kiếp số này. Mà đầu não quái bên trong Tiên Thiên Trường Hà kia là do đạo quả của những tiền sử cường giả này ngưng tụ mà sinh ra ma quái. Dư âm tịch diệt kiếp trong bình ngọc coi như là tiên quân đến cũng không thể làm gì, không cách nào hóa đi. Cũng may Giang Nam tinh thông tịch diệt đại đạo, tuy dư âm tịch diệt kiếp ở đây như trước cường hoành, thế nhưng Giang Nam dùng thần thông cũng là tịch diệt đại đạo thần thông, để cho dư âm không cách nào phá hủy, bảo hộ đạo quả ba người này hướng trung tâm của thế giới trong bình bay đi. Nguyên thủy tịch diệt ấn hóa thành một ngụm động nguyên, xâm nhập nguyên thủy thế giới bên trong bình ngọc. Những nơi đi qua, dư âm tịch diệt kiếp nhao nhao dẹp loạn, bị động nguyên hấp thu, dung luyện đến bên trong động nguyên. Giang Nam lập tức cảm giác được tịch diệt đại đạo của mình điên cuồng tăng trưởng. Loại tăng lên này thực sự không phải là trên tu vi tăng lên, mà là ở đại đạo lĩnh ngộ tăng lên, để cho chất lượng của tịch diệt đại đạo có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hắn đạt được tịch diệt đại đạo là từ trên người đầu ma quái bên trong động nguyên kia lĩnh ngộ ra. Cùng tịch diệt đại đạo của tịch diệt đạo nhân có thể hủy diệt một thời đại so sánh, có cách biệt một trời. Mà bây giờ thôn phệ luyện hóa được dư âm của tịch diệt kiếp trong bình ngọc, lập tức để cho hắn có đủ loại lĩnh ngộ nườm nượp mà đến. Lĩnh ngộ loại đại đạo hủy thiên diệt địa có thể hủy diệt một cái thời đại này không giống với bình thường, không phải chuyện đùa. Tịch diệt đại đạo của Giang Nam không có trải qua hủy diệt một cái thời đại tể lễ, mà tịch diệt đại đạo còn xuất lại ở trong đó, lại hủy diệt không chỉ một cái thời đại, mang cho hắn chỗ tốt tự nhiên không cách nào tưởng tượng. Oanh! Vô biên cảm ngộ vọt tới, dũng mãnh tiến vào trong đầu của hắn. Trong đầu Giang Nam thậm chí hiện ra một vài bức hình ảnh khủng bố, đó là cảnh tượng diệt thế. Hắn chứng kiến một thời đại vô cùng huy hoàng, tràn ngập nhiều vô số kể các tồn tại cường đại đến cực điểm. Thậm chí so với tiên giới hiện tại, tiên đạo hiện tại càng thêm phồn vinh, hưng thịnh. Thời đại này đã thành lập nên văn minh để cho người xem thế là đủ. Thế nhưng sau một khắc, thời đại này tan vỡ, đại đạo dẫn đầu sụp đổ, kiến trúc cổ xưa mà hùng vĩ sụp đổ, thiên nhân ngũ suy, vô số tồn tại vô cùng cường đại tử vong, vô số sinh linh như là hoa tàn trong mưa lớn nhao nhao tàn lụi, chết tổn thương sạch sẽ. Mặc dù là đạo quân cường đại như đế cùng tôn, cũng từng người vẫn lạc, không người nào may mắn thoát khỏi được. Toàn bộ vũ trụ hoang vu mà yên tĩnh, trong thiên địa không còn có bất kỳ một sinh linh nào. Tĩnh mịch tràn ngập ở trong vũ trụ, rồi sau đó cái vũ trụ này sụp đổ tan rã, tan thành mây khói. Cảnh tượng vũ trụ sụp đổ, tình hình thiên nhân ngũ suy khủng bố, tràng cảnh đại đạo tan vỡ, quy về hỗn độn, hư vô mênh mông, làm cho người rung động, tim đập nhanh. Giang Nam phảng phất đã trải qua trận tai nạn hủy thiên diệt địa kia,
hắn lập tức hiểu rõ vì sao ở bên trong đế tôn chuyển pháp chi địa, đế cùng tôn không có chuyển xuống công pháp của mình, mà là lưu lại đạo đạo tiên quang. Dụng ý của bọn hắn thực sự không phải là để cho hậu nhân học được tiên pháp thành tiên, mà là để cho hậu nhân nhận thức vô hạn loại khả năng, từ đó tìm kiếm được một con đường siêu thoát. Đế cùng tôn cũng đang tìm kiếm một con đường siêu thoát, chỉ là bọn hắn không phải là vì mình siêu thoát, mà là để cho thời đại tiên đạo siêu thoát, không bị tịch diệt kiếp hủy diệt. Độ cao của hai tồn tại này đứng so với bất luận tồn tại nào khác cũng cao hơn, thấy đều muốn xa hơn. Ngực của bọn hắn vô cùng rộng lớn, chí hướng của bọn hắn làm cho người thuyết phục. So sánh với nhau mà nói, câu duy ta bất không trong chuyển pháp chi địa của bất không đạo nhân kia nhìn như khí phách, nhưng so với đế cùng tôn lộ ra không phóng khoáng rất nhiều. Trước mắt Giang Nam hiện lên từng đạo hình ảnh hủy thiên diệt địa. Đó là tình hình tịch diệt kiếp phá hủy nguyên một đám văn minh hưng thịnh một thời. Hắn phảng phất cũng đã trải qua tình hình đại tịch diệt kia, tuần hoàn đền đáp lại. Trong huyệt động trên tấm bia đá, trong nội tâm Giang Tuyết, Đạo Vương cùng năm Quách Tiên Ông đột nhiên khẽ động, hướng Giang Nam nhìn lại, chỉ thấy trong cơ thể hắn tuôn ra khí tức đại tịch diệt càng lúc càng nồng nặc. Hai con ngươi dần dần ảm đạm, đồng tử càng ngày càng đen. Thời gian dần trôi qua, con mắt của hắn vậy mà hóa thành động nguyên, không ngừng xoay tròn, kinh người khủng bố. Cái trạng thái này của Từ Xuyên tựa hồ là ngộ đạo, thế nhưng có chút không thích hợp rồi. Giang Tuyết nhẹ kêu, đang muốn tiến lên đánh gãy ngộ đạo của hắn, đột nhiên chỉ thấy trong hai tròng mắt Giang Nam động nguyên càng lúc càng lớn, vậy mà chuyển đến lực thôn phệ khủng bố, tựa hồ muốn thôn phệ hết thảy tất cả. Mặc dù là Giang Tuyết, Đạo Vương cùng năm Quách Tiên Ông cũng khó có thể đứng vững thân hình. Lùi về phía sau. Đạo Vương không khỏi phân trần, liền giữ chặt Giang Tuyết, phi tốc lùi về phía sau. Nam Quách Tiên Ông cũng lùi về phía sau, chỉ thấy động nguyên trong hai tròng mắt Giang Nam càng lúc càng lớn, đen kịt vô cùng, không có bất kỳ quang mang màu sắc, tựa hồ quang sắc cũng bị động nguyên trong hai tròng mắt của hắn thôn phệ. Nhục thể của hắn tựa hồ cũng không thể chống cự được hai con ngươi của hắn, tựa hồ cả người cũng bị hai con ngươi thôn phệ. Đây không phải ngộ đạo mà là đồng hóa rồi. Giang Tuyết hoảng sợ nói, hắn bị tịch diệt đại đạo đồng hóa, muốn hóa thành tịch diệt đại đạo rồi. Đạo Vương cùng năm Quách Tiên Đông cũng nhìn ra điểm này, sắc mặt ngưng trọng. Bất quá hai người bọn họ cũng không thể làm gì, nếu có thể vận dụng pháp lực còn có thể trợ giúp Giang Nam trấn áp tịch diệt đại đạo, đưa hắn đánh tỉnh lại. Thế nhưng ở loại địa phương này, ngay cả bọn hắn cũng không cách nào vận dụng pháp lực, tự nhiên cũng không cách nào trợ giúp Giang Nam. Động nguyên trong hai tròng mắt Giang Nam càng lúc càng lớn, càng ngày càng đen. Tròng mắt đen nhánh kia dĩ nhiên nhìn không ra là một đôi mắt, mà phảng phất giống như hai lỗ đen vậy. Hơn nữa, hai phần động nguyên vẫn còn mở rộng, còn đang dần dần đi vào biên giới tầm mắt của hắn. Có thể chứng kiến tinh khí, khí huyết, thậm chí huyết dịch trong cơ thể Giang Nam đều hướng trong đôi mắt này chảy tới. Mặc dù là nguyên thủy đại đạo của hắn cũng hướng trong hai tròng mắt đổ đi, để cho khí tức bản thân hắn kịch liệt suy sụp, khí tức tịch diệt càng ngày càng mạnh. Nếu như tiếp tục như vậy xuống dưới, cả người hắn tất nhiên sẽ bị hai con ngươi của hắn ăn tươi nuốt sống. Lại vào lúc này, chén bể trên đỉnh đầu Giang Nam từ từ chuyển động, đột nhiên cạch một tiếng chuông vang lên lượn lờ không dứt. Giang Nam bỗng nhiên bừng tỉnh, hai động nguyên trong hai tròng mắt kia lập tức đình chỉ khuếch trương, khí huyết chảy trở về, khôi phục lại bình tĩnh. Thật nguy hiểm, thật nguy hiểm. Cái trán của hắn toát ra mồ hôi lạnh, trong lòng có chút nghĩ mà sợ. Tịch diệt đại đạo không giống với bình thường, cái môn đại đạo này thật sự vô cùng cao đẳng, đồng hóa hết thảy, cùng nguyên thủy đại đạo của hắn có cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Thế nhưng nguyên thủy đại đạo là bao hàm toàn diện, mà tịch diệt đại đạo lại muốn đem hết thảy đều đồng hóa thành tịch diệt tĩnh mịch. Vừa rồi nếu không phải chấn bể đã bị hắn luyện hóa, cảm ứng được chủ nhân gặp nạn, kịp thời chấn động chuông lớn đại lữ đưa hắn bừng tỉnh lại, hắn thế tất sẽ bị đồng hóa thành tịch diệt đại đạo. Giang Nam lấy lại bình tĩnh, động nguyên trong bình ngọc lôi cuốn lấy đạo quả của bọn người Giang Tuyết, hướng phiến tịnh thổ không bị ô nhiễm trong bình kia bay đi. Tuy động nguyên vẫn đang không ngừng thôn phệ dư âm tịch diệt kiếp nơi đây, thế nhưng chén bể của Giang Nam ở bên ngoài bình ngọc không ngừng chấn động, để cho hắn không có lần nữa lâm vào trạng thái hóa đạo. Đã qua thật lâu, động nguyên bọc lấy đạo quả của ba người rút cục bay đến phiến tịnh thổ kia. Chỉ thấy khí tức tiên thiên nguyên thủy ở đây như trước phi thường đồng đậm,
từng khỏa thủy tinh lơ lửng hóa thành trường hà, tự động ngăn cản tịch diệt kiếp xâm nhập, để cho tịch diệt kiếp không có thể đem nơi đây triệt để phá hủy, nhưng vẫn là có dư âm tịch diệt kiếp càn quét đến nơi đây. Khí tức tiên thiên nguyên thủy thần thánh vô cùng, ở lực phá hoại không bằng tiên thiên lôi hải, thế nhưng loại nguyên thủy này được vinh dự vạn linh chi mẫu, chất chứa sinh cơ bừng bừng. Đạo quả ký thác vào trong nguyên thủy liền tìm được nguyên thủy thoải mái, có vài phần công hiệu như đạo cung, trợ giúp đạo quả tăng trưởng. Hơn nữa, trong nguyên thủy sinh cơ dồi dào, đủ để cho tồn tại từ trong đạo quả phục sinh, tiêu hao tiên khí tinh dịch càng ít hơn, rất nhanh vượt qua kỳ suy yếu. Có thể nói, trường đạo cung ra, đây là chi địa ký thác đạo quả tốt nhất. Ở trung ương từng khỏa thủy tinh vần quanh, bao quanh một tòa đại lục, cái đại lục kia thậm chí có núi non sông ngòi, có hoa cây cỏ mọc. Những núi non sông ngòi này, hoa cỏ cây cối này rõ ràng là do thủy tinh thuần túy tạo thành, tinh xảo đặc sắc, sáng rọi chói mắt, xa hoa vô cùng. Nơi này là một thủy tinh quốc gia. Giang Nam mượn nhờ Động Uyên, đem Động Uyên hóa thành ánh mắt của mình nhìn lại, vậy mà chứng kiến trong sông có rất nhiều thủy tinh ngư. Những con cá này bơi qua bơi lại, trong miệng nhả bọt khí, vậy mà đều là từng khỏa thủy tinh mượt mà. Con cá ngẫu nhiên bơi tới không trung, vậy mà ở trên không trung tự do ngao du, tựa hồ không có không khỏe chút nào. Không trung khi rảnh rỗi có thể chứng kiến rất nhiều thủy tinh điểu đủ mọi màu sắc, dương cánh mà bay, bay lượn qua lại. Trên mặt đất còn có tàu thú, cũng là thủy tinh thú, tựa như có sinh mệnh chính thức vậy. Tiên thiên thần linh sao? Giang Nam không khỏi động dung. Tại đây phảng phất là một thế giới thần kỳ, thế ngoại đào nguyên, vô ưu vô lự. Mà những sinh mệnh này thì là trong tiên thiên nguyên thủy sinh ra đời tiên thiên thần linh. Thần hệ thủy so với khai thiên tích địa mới bắt đầu sinh ra đời tiên thiên sinh linh còn cường đại hơn. Bất quá, những tiên thiên thần linh này bởi vì linh trí không mở, không thể tu luyện, còn ở trạng thái ngây thơ, vô tri, không có bao nhiêu chiến lực. Trong tiên thiên nguyên thủy có thể sinh ra đời thần linh tiên thiên thủy hệ, như vậy trong tiên thiên lôi hải có thể sinh ra đời tiên thiên lôi hệ thần linh hay không đấy? Giang Nam khẽ nhíu mày, thấp giọng nói: Vì sao lần trước ta đi Tử Tiêu Tiên Cung không có nhìn thấy bất luận một con tiên thiên lôi hệ thần linh nào đây? Hay là nói những tiên thiên lôi hệ thần linh này tồn tại là bị Tử Tiêu Tiên Vương ẩn giấu đi, trở thành thế lực mình bí mật bồi dưỡng hay sao? Nếu quả thật như vậy, chỉ sợ bảy đại tiên vương kia cũng có nội tình đồng dạng. Bát tiên vương mưu đồ không nhỏ á. Đại lục trung ương sinh trưởng lấy một cây thủy tinh thần thụ nguy nga, nâng lên một điện thờ thủy tinh. Cái thủy tinh thụ kia tràn ngập tinh quang đặc biệt, từng đạo tinh quang gột rửa như là nhẹ nhàng kéo nhánh cây Phật động. Giáo chủ, cái điện thờ kia là chỗ trụ cột của tiên thiên tiên vực. Ở bên trong động nguyên, thanh âm của Nam Quách Tiên Đông từ trong đạo quả truyền đến, hấp tấp nói: Đem đạo quả ký thác vào trong bàn thờ, liền có thể luyện hóa nguyên thủy bình ngọc, khống chế tiên vực. Giang Nam vội vàng thúc giục động nguyên đến trước thủy tinh thụ, đột nhiên chỉ thấy một đạo tinh quang thiểm qua, quét ở phía trước động nguyên. Âm âm. Động nguyên kịch liệt chấn động, đạo quả của ba người trong động nguyên chấn động không ngừng, cơ hồ lọt vào trọng thương. Động nguyên đột nhiên biến hóa, hóa thành một quả nhãn cầu đen nhánh cực lớn, bảo hộ đạo quả của ba người, phiêu phù ở trước thủy tinh thụ. Tùy ý từng đạo tinh quang quét tới, cự nhãn màu đen lù lù bất động, đem thủy tinh thụ công kích hấp thu. Quả cự nhãn này tản mát ra một loại khí tức vô cùng tà ác, cùng hủy diệt, đúng là vừa rồi Giang Nam cơ hồ hóa đạo mới lĩnh ngộ ra được tịch diệt đại thần thông. Cự nhãn nhìn chằm chằm vào điện thờ trên thủy tinh thụ, trong mắt truyền đến thanh âm của Giang Nam âm ầm chấn động, kinh động phiến tinh vực như thế ngoại đào nguyên này. Đạo huynh, ngươi muốn thế nào đây? Điện thờ chấn động, bên trong truyền ra thanh âm đồng dạng giống như giọng của lão đạo ở miếu nhỏ. Hắn thở dài nói: Giáo chủ, ngươi vẫn là tìm được nơi đây. Ta và ngươi đều là thần đạo đạo tổ, làm gì nhất định phải xung đột vũ trang như vậy? Lưu lại một con đường lui đi. Đạo huynh, ngươi để cho chúng ta đến đây tìm kiếm phiến tiên thiên nguyên thủy tiên vực này, không phải là không vì lợi dụng ta, vì chính ngươi khống chế phiến tiên vực này hay sao? Khi đó ngươi chắc hẳn đã lưu đường lui rồi, ngươi cứ nói thẳng ra đi. Khỏa ma nhãn cực lớn kia tản mát ra khí tức hủy diệt cùng dục vọng phá hư hết thảy, để cho người không rét mà run.
đôi mắt to quay chung quanh gốc thủy tinh thụ chuyển động một vòng rồi lại một vòng, tựa hồ xem kỹ con mồi của mình. Hắn cười nói: "Ngươi từ mới bắt đầu liền tính toán chúng ta rồi. Ngươi chỉ điểm cho ta đào thoát khỏi Tử Tiêu Tiên Vương kia đuổi giết, chạy trốn tới nơi chúng ta vừa mới kiến thành phiến tiên vực kia, đoán chừng cũng là mưu kế của ngươi, để cho chúng ta cách phiến cấm khu này là gần như vậy." Đạo Vương cùng Giang Tuyết trong lòng nghiêm nghị, lúc trước bọn hắn tránh né Tử Tiêu Tiên Vương đuổi giết chính là lão gia hỏa này mở ra tầng thứ tư hư không của cổ tiên giới để cho bọn hắn có thể đào thoát được. Bọn hắn chạy trốn tới Tạp Đạt Châu, cách vô nhân khu rất gần, cũng là lão đạo trong miếu nhỏ này đề nghị, nói chỗ đó có quy tắc ảnh hưởng, có thể che đậy Tử Tiêu Tiên Vương suy tính. Bây giờ nghĩ lại, hoàn toàn chính xác có khả năng như Giang Nam nói, lão đạo này không chỉ là vì tránh né Tử Tiêu Tiên Vương đuổi giết, cũng là vì tiếp cận phiến cấm khu này. Thanh âm của Giang Nam từ trong ma nhãn truyền đến, tiếp tục nói: "Đạo huynh, trận vô nhân khu bạo động này đã ở trong dữ liệu của ngươi rồi phải không? Ngươi chắc hẳn đã tìm được quy luật phiến cấm khu này bạo động, cho nên lúc cấm khu bạo động lần nữa, ngươi liền đề nghị cùng đi tìm kiếm tiên vực trong vùng cấm này. Ta nếu nghe lời ngươi, cùng ngươi chung một chỗ đến đây, đoán chừng giờ phút này chiếm cứ địa vị chủ đạo chính là đạo huynh ngươi rồi." Trong bàn thờ một mảnh trầm mặc, đã qua thật lâu, thanh âm lão đạo kia chuyển đến, cảm khái nói: "Thần đạo đệ cửu đạo tổ, thần đạo giáo chủ, là ta khinh thường ngươi rồi. Ta vốn biết có thể trở thành đạo tổ cùng ta đồng dạng, nhất định cũng là thế hệ không dễ dàng. Thế nhưng trong lòng còn có một tia may mắn, cho rằng có thể mượn tay ngươi khống chế tiên thiên nguyên thủy tiên vực đồng sơn tái khởi. Nhưng tiếc rằng ta thiết hạ bố cục vẫn bị ngươi khám phá ra." Giang Nam cười nói: "Đạo huynh, ngươi có phải là Tử Tiêu Tiên Vương thật hay không? Kính xin đạo huynh hiện ra đạo quả." Điện thờ chấn động, đột nhiên mở ra môn hộ, chỉ thấy một quả đạo quả tử khí đằng đằng phiêu phù ở trong bàn thờ, khí lành bắt đầu. Đạo quả này so với Tiên Vương đạo quả khác càng thêm thần thánh, càng thêm hoàn mỹ. Bên trong đạo quả hiển hiện một tòa đạo cung, một tiên vương vô cùng to lớn, cao ngạo ngồi ở trong đạo cung. Ở dưới người hắn hiện ra vô số con dân hướng hắn cúng bái, đó là đạo tổ thần đạo lộ ra hư ảnh thần linh. Những thần linh bên trong đạo quả của hắn số lượng đang không ngừng gia tăng hoặc là giảm bớt. Thế gian mỗi lần nhiều ra một thần tu luyện thiên cung, bên trong đạo quả của hắn liền nhiều ra hư ảnh vị thần kia. Nếu có thần chết đi, hư ảnh vị thần này cũng sẽ biến mất đi. Thậm chí ở trong đạo quả, Giang Nam còn chứng kiến rất nhiều gương mặt quen thuộc, đó là tiên nhân đã chứng đạo, đạo vương Giang Tuyết, Cảnh Thiên, Cửu Tiêu. Chẳng bao lâu trước, chỉ sợ Giang Nam cũng ở bên trong chút ít hư ảnh này, bất quá mình cuối cùng nhất vẫn là khiêu thoát ra ngoài, nhất trọng thiên cung chứng thần vị, trở thành thần tổ, không bị thần tổ khác khống chế. Thế gian sinh linh tu luyện thần đạo là nhiều bậc nào đây? Mặc dù Hồng cùng Quân sáng tạo Kim Đan đại đạo cùng tiên đạo, thế nhưng lúc này chưa vào cổ tiên giới. Trong cổ tiên giới vẫn có không biết bao nhiêu sinh linh đi con đường thần đạo. Những hư ảnh thần linh tiên nhân này cúng bái tiên vương kia, cúng bái thực sự không phải là vương mà là đạo tổ mở đường. Bọn hắn mang cho đạo tổ chỗ tốt cũng không cách nào đánh giá, trợ giúp hắn tăng tu vi, tăng thực lực nội tình. Hiện tại Giang Nam mới biết được vì sao bắt tiên vương sẽ đối với mình phẫn hận như vậy. Hắn đã đoạn đi thần đạo, đem thần đạo mai táng, đến đỡ Kim Đan đại đạo cùng tiên đạo, không thể nghi ngờ là đoạn đi nội tình chứng đạo tiên quân của bát tiên vương. Trước mắt trong đạo quả vị tiên vương này, hư ảnh thần linh tuy không ít, thế nhưng chỉ sợ cách thời kỳ toàn thịnh phải kém đi rất nhiều, đã không có căn cơ trùng kích tiên quân. Mặc dù là Giang Nam cũng hiểu được có chút đáng tiếc. Đạo quả xuất hiện đạo cung hẳn là độc quyền của tiên vương, nếu như hắn tu thành tiên vương, trong đạo quả luyện lên đạo cung nhất định cũng sẽ có vô số thần linh hư ảnh xuất hiện cúng bái hắn, cái vị đạo tổ này trở thành nội tình của hắn. Nếu thần đạo không bị diệt, cảnh tượng vô số sinh linh cúng bái này nhất định đồ sộ bao la, hùng vĩ đến cực điểm. Càn Khôn cùng Bỉ Ngạn nhất định phải tìm được. Bỉ Ngạn chính là Kim Đan đại đạo đạo tổ, nàng lấy được chỗ tốt chỉ sợ cũng không cách nào tưởng tượng, đây là chỗ tốt nàng lên được. Giang Nam mượn nhờ tịch diệt ma nhãn kia tinh tế dò xét bộ dáng tiên vương trong đạo quả, trong lòng hơi chấn động, thở dài nói: "Tử Tiêu đạo huynh quả nhiên là ngươi,
bắt chước công pháp thần thông, bắt chước thanh âm bề ngoài, thậm chí trộm lấy trí nhớ, thế nhưng không thể bắt chước được nguyên thần bên trong đạo quả. Đường đường Tử Tiêu Tiên Vương quả nhiên bị sinh linh tiền sứ thế thân rồi, đáng bi, đáng thán mà. Đạo quả chấn động, thanh âm của Tử Tiêu Tiên Vương chuyển đến, cảm khái nói: Giáo chủ, người đã biết ta bị tiền sử tà ma thế thân, cũng nên biết ở bên trong chư thần hoàng hôn kiếp kia cùng người đối nghịch, thực sự không phải là bổn ý của ta, mà là tà ma tiền sử kia sở tác sở vi. Trong tịch diệt ma nhãn truyền đến tiếng cười của Giang Nam: Đạo huynh, đừng đem việc này đổ lên trên đầu tà ma tiền sử kia, đổi lại là ngươi, ngươi cũng sẽ làm ra sự tình đồng dạng, ta và ngươi lòng dạ biết rõ mà. Nguyên thần bên trong đạo quả trầm mặc, hiển nhiên không có phủ nhận. Giang Nam tiếp tục nói: Đạo huynh, tiên thiên nguyên thủy tiên vực này ta phải lấy được tế tay, chỉ có chính mình khống chế ta mới yên tâm được. Đạo huynh, nếu ngươi không để cho, ta chỉ có thể tự mình đi lấy thôi. Ở bên trong đạo quả, nguyên thần của Tử Tiêu Tiên Vương thở dài nói: Giáo chủ có thể giúp ta một tay, một lần nữa đoạt lại tiên thiên lôi hải tiên vực hay không? Giang Nam dò xét gốc thủy tinh thụ cùng thủy tinh điện thờ này, trầm ngâm một lát cười nói: Vì sao đạo huynh không tìm kiếm hộ thổ trường sinh bảy tiên vương kia vậy? Nguyên thần của Tử Tiêu Tiên Vương trầm mặc một lát, âm thanh chát chát nói: Ta không tin được bọn hắn đâu. Giang Nam giật mình, hắn vẫn cho là bắt tiên vương đồng khí liên chi cùng chung mối thù, không nghĩ tới Tử Tiêu Tiên Vương ở vào trong rủi ro vậy mà sẽ thoát ra một câu không tin bọn hắn. Chứng đạo tiên quân cực kỳ gian nan, mặc dù đạt được tiên thiên bất diệt linh quang, nghiên cứu bất diệt đại đạo ở bên trong đó cũng là khó khăn muôn cùng. Tử Tiêu Tiên Vương nguyên thần trầm mặc một lát, buồn bã nói: Bất quá nếu cắn nuốt một vị thần tổ luyện hóa đạo quá, liền có thể 100% chứng đạo tiên quân rồi. Giang Nam nhẹ nhàng gật đầu. Hiện tại Tử Tiêu Tiên Vương cực kỳ suy yếu, bị đồ giả mạo kia chấn áp đến nay thân thể còn có hơn 8.000 đạo xiềng xích, thậm chí ngay cả bổn sự tự sát cũng không có. Hắn ở dưới loại trạng thái này là thời điểm suy yếu nhất. Nếu tiên vương khác động tâm tư không đứng đắn, đánh chết hắn luyện hóa đoạt đạo quả, như vậy hắn liền bi ai. Vì sao đạo huynh lại tin được ta? Giang Nam ánh mắt chớp động cười nói. Tử Tiêu Tiên Vương rất dứt khoát nói: Bởi vì ngươi ở tiên giới không có thế lực, hơn nữa ngươi còn cần dùng đến ta trợ giúp ngươi thành lập thế lực. Còn có một điều, cho dù ngươi đạt được đạo quả của ta, ngươi cũng không cách nào tu thành tiên vương chứng đạo tiên quân được. Giang Nam cười ha ha, tiếng cười vừa dụng lập tức nói: Thành giao. Trong bàn thờ, đạo quả của Tử Tiêu Tiên Vương bay ra, thoát ly điện thờ nói: Giáo chủ, đừng quên hứa hẹn hôm nay. Đạo quả của hắn thoát ly thủy tinh điện thờ, trên thủy tinh thụ phiêu giật tinh quang lập tức dẹp loạn như là cành rủ xuống. Giang Nam tâm niệm vừa động, đạo quả của Nam Quách Tiên Ông, Giang Tuyết cùng đạo vương trong tịch diệt ma nhãn kia lập tức bay ra, lần lượt rơi vào trong bàn thờ. Đạo quả của bọn hắn lập tức cùng thủy tinh thụ tương liên, điều khiển gốc thủy tinh thụ này. Chỉ thấy bên trên thủy tinh thụ từng đạo tinh quang tản mát ra mọi nơi, xuyên thủng hư không, quán thông phiến thủy tinh thế giới này, đem phiến thế giới này khống chế. Mà đạo quả của Tử Tiêu Tiên Vương thì bay thẳng lên, ký thác vào một quả nguyên thủy cầu không bị ô nhiễm, tạm thời ký thác đạo quả. Tịch diệt ma nhãn chuyển động bay lên, càng ngày càng cao, điên cuồng thôn phệ dư âm tịch diệt kiếp trong bình ngọc. Đã qua thật lâu, nguyên thủy trong bình ngọc hết thảy bị hắn tinh lọc một lần, mà tịch diệt đại đạo của Giang Nam cũng nhận được điên cuồng tăng lên, mờ mờ ảo ảo áp qua các đại đạo khác trong nguyên thủy đại đạo, thậm chí uy hiếp nguyên thủy đại đạo. Giang Nam tâm niệm vừa động, thu hồi quả tịch diệt ma nhãn này, chỉ thấy ma nhãn từ trong bình ngọc bay ra, rơi vào bên trong mắt trái của hắn. Đôi mắt của hắn vốn đã khôi phục nhan sắc bình thường, lúc này đây mắt trái của hắn lại tự trở nên đen kịt như là lỗ đen vậy. Giang Nam nhíu mày, xếp bằng mà ngồi, trong hai con mắt của hắn nhắm chặt. Sau một lúc lâu, mi tâm của hắn vỡ ra, hiện ra con mắt thứ ba. Con mắt này đen kịt vô cùng, tà ác quỷ dị, tràn ngập uy năng khủng bố, hủy diệt hết thảy. Là hắn đem tịch diệt đại đạo trong mắt để luyện ra, hóa thành con mắt thứ ba, miễn trong nguy hại tới bản thân. Giang Tuyết đạo vương
cùng năm Quách Tiên Ông thấy thế, từng người nhẹ nhàng thở ra. Tử Xuyên, chúng ta đã khống chế cái bình ngọc này, hiện tại có thể đem Tiên Thiên Nguyên Thủy Trường Hà thu nhập trong bình ngọc rồi. Bất quá Tiên Thiên Nguyên Thủy Trường Hà ở bên ngoài kia như trước vẫn bị tịch diệt kiếp ô nhiễm. Giang Tuyết có chút lo lắng nói, trạng thái của ngươi bây giờ còn có thể luyện hóa dư âm tịch diệt kiếp bên trong Trường Hà hay không? Giang Nam mở ra hai mắt cười nói, có thể thử một lần. Hắn đứng ở động khẩu trước bia đá, dưới chân là thánh điện bao la hùng vĩ, mà phía dưới thì là Trường Hà bao phủ trong sương mù mờ mịt. Từ trên tòa thánh sơn này đổ xuống, kéo không biết bao nhiêu vạn dặm, mắt dọc trong mi tâm Giang Nam mở ra, chỉ thấy tịch diệt ma nhãn truyền đến lực hút kinh người. Trên Tiên Thiên Nguyên Thủy Trường Hà, sương mù nhấp nhô, gào thét vọt tới. Dư âm tịch diệt kiếp cuồn cuộn, chen chúc chui vào trong tịch diệt ma nhãn. Tịch diệt ma nhãn uy năng càng ngày càng mạnh, tốc độ dư âm tịch diệt kiếp tiêu tán cũng càng lúc càng nhanh. Không qua bao lâu, tất cả sương mù biến mất đi, dư âm tịch diệt kiếp bên trong Nguyên Thủy Trường Hà hết thảy bị hấp thu vào trong ma nhãn. Giang Nam kêu rên lên một tiếng, trong mắt dọc một đạo máu đen chậm rãi chảy xuống, chén bể treo cao, linh quang phún dũng mãnh tiến vào trong mi tâm của hắn. Sau một lúc lâu, Giang Nam chậm rãi khép kín mắt dọc mi tâm, nhẹ nhàng thở ra, cười nói, may mắn không làm nhục mệnh. Giờ phút này, Tiên Thiên Nguyên Thủy Trường Hà đã không có dư âm tịch diệt kiếp ô nhiễm, sương mù quét tận, lập tức để cho đạo sông lớn này hiển lộ ra tướng mạo sẵn có. Chỉ thấy đạo sông lớn này thụy quang bốc hơi, hào quang vạn đạo, tường vân lượn lờ, hiển thị rõ thần thánh, tràn ngập tính mạng lực khủng bố kinh người. Vô cùng hào quang tuôn ra, dị thường sáng chói, chiếu rọi phiến cấm khu này, kinh động đến các tiên vương, chân tiên đang khổ chiến. Giang Tuyết Đạo Vương cùng năm Quách Tiên Ông không dám lãnh đạm, lập tức thúc giục Nguyên Thủy Bình Ngọc. Chỉ thấy Tiên Thiên Nguyên Thủy Trường Hà bay vút mà lên, gào thét hướng trong bình ngọc rơi xuống. Trong khoảnh khắc, đạo sông lớn không biết dài bao nhiêu dặm này hết thảy liền bị thu nhập vào trong bình ngọc. Ba người hợp lực tế lên bình ngọc, Đạo Vương đem bình ngọc tế lên đỉnh đầu của mình. Nam Quách Tiên Ông nhìn chằm chằm vào cái bình ngọc này, có chút tức giận nói, vì cái gì đem bình ngọc đặt ở chỗ các ngươi vậy mà không phải phóng ở chỗ ta đây? Đạo Vương hừ lạnh một tiếng, đạo huynh, ta không tin được ngươi. Vạn nhất ngươi đem theo Nguyên Thủy Bình Ngọc đào tấu, chúng ta chẳng phải là công giá chàng giò trúc múc nước hay sao? Nam Quách Tiên Ông giận dữ, thật không ngờ khinh thường lão phu như vậy, không thèm chấp ngươi, không thèm chấp ngươi. Lão phu là người thành thật, quyết không làm ra loại sự tình này. Ngươi là đang vũ nhục nhân cách của ta, chà đạp nhân phẩm của ta. Đạo Vương hừ lạnh nhe răng nói, ồ, ngươi có qua loại vật nhân phẩm này sao? Nam Quách Tiên Ông da dày thịt thô, chẳng biết xấu hổ nói, lúc trước là từng có đấy, chỉ là lúc còn trẻ mới thấy thôi. Dùng bản tính của lão thọ tử này, tuyệt đối có thể làm ra sự tình mang theo bảo bối mà chạy trốn, hơn nữa không hề có lòng áy náy. Trên không phiến thánh điện này, vòng xoáy quấy phá, từng quan tài cực lớn xuất hiện ở bên trong vòng xoáy, như trước không ngừng có quan tài mở ra, trong quan tài có hắc thi rơi xuống. Những thi thể tiền sử cường giả này trụi lạc trên mặt đất, nguyên một đám đứng lên, thân hình cao lớn vô cùng, lại không có tiến vào trong thánh điện mà là đứng ở ngoài điện gào thét không thôi. Hiển nhiên tòa thánh điện này đối với bọn họ rất trọng yếu, nhưng lại không dám xâm nhập vào trong điện. Bên trong bình ngọc, thanh âm của Tử Tiêu Tiên Vương đột nhiên truyền đến nói, giáo chủ, chư vị, Tiên Thiên Nguyên Thủy Tiên Vực đã tới được tay, như vậy vẫn là mau rời khỏi nơi đây thôi. Trong tòa thánh điện này mai táng lấy thần mẫu đạo quân thời đại tiền sử, không phải địa phương các ngươi có khả năng thăm dò. Coi như là ta lần trước đặt chân vào tòa thánh điện này cũng là trước tiên ở trong bình ngọc ký thác đạo quá, đến trong điện cũng đã chết mấy lần rồi. Nam Quách Tiên Đông mắt sáng rực lên, hô hấp có chút hấp tấp nói, sao bên trong có bảo bối không vậy? Nhiều vô số kể. Thanh âm của Tử Tiêu Tiên Vương chuyển đến nói, bất quá các ngươi đừng mơ tưởng lấy đi bất kỳ vật gì của thần mẫu đạo quân. Thần mẫu đạo quân so với vạn chú đạo quân còn muốn khủng bố hơn, còn muốn quỷ dị hơn. Ta là trong lúc lơ đãng gặp nàng mới rơi vào nông nỗi ngày hôm nay. Giang Nam nghi ngờ nói, đạo huynh, thần mẫu đạo quân kia đến cùng là khủng bố ở chỗ nào vậy? Tử Tiêu Tiên Vương trầm mặc một lát nói, hey,
ta bị tiền sử tà ma kia mê hoặc, tu luyện công pháp của hắn ta, bị hắn đọc được trí nhớ, nhái tiên đạo của ta, cướp lấy hết thảy của ta. Điểm ấy chư vị nên biết rồi. Kỳ thực có một điểm ta còn chưa nói cho các ngươi biết, cái kia chính là lúc ta tu luyện môn tiền sử công pháp kia, gặp được thần mẫu. Sao? Gặp được thần mẫu ư? Bốn người Giang Nam nhíu mày không thôi. Nam Quách Thiên Ông nghi ngờ nói: Thần mẫu không phải đã chết rồi sao? Như thế nào người sẽ gặp được thần mẫu vậy? Thần mẫu là chết rồi, thế nhưng từ một ý nào đó để nói, ta tu luyện môn công pháp này lại để cho thần mẫu sống lại. Tử Tiêu Tiên Vương tiếp tục nói: Lúc ta tu luyện môn công pháp kia, cảm ứng được một tồn tại to lớn cao ngạo, mặc dù là tiên vương, tiên quân, ở trước mặt hắn cũng là tồn tại không có ý nghĩa gì cả. Ta nhìn thấy thân hình to lớn cao ngạo của nàng, biết rõ nàng là ở thời đại xa xôi kia, dùng thiên địa đại đạo ngưng tụ cùng một chỗ mà chế tạo ra thần mẫu. Vô số cường giả thời đại kia đem nàng chế tạo ra để đối kháng với tịch diệt kiếp. Vô số pháp bảo dùng để chế tạo nhục thể của nàng. Nhục thể của nàng là pháp bảo cường đại nhất kia. Linh hồn của nàng tụ tập hết thảy tất cả tư duy của chư thần. Cường giả thời đại kia đem suy nghĩ của bọn hắn tương liên, cộng đồng đúc thành linh hồn của thần mẫu, còn đem tư duy của vô số sinh linh nhập vào trong linh hồn thần mẫu này. Bất luận sinh linh gì, chỉ cần sinh ra đời, tư duy liền cùng vị thần mẫu này mà tương liên. Cường giả ở thời đại kia muốn chế tạo nàng thành pháp bảo đối kháng với tịch diệt kiếp. Bất quá bọn hắn tuyệt đối không nghĩ tới rằng thần mẫu này đã có được ý thức của mình, ngược lại nô dịch bọn họ, khống chế linh hồn thần tính nguyên thần của bọn họ, hơn nữa đem linh hồn sinh mệnh của tất cả sinh linh thời đại kia khống chế trong tay. Mẫu thần biến thành một tồn tại khủng bố, tồn tại cường đại trước đó chưa từng có, thao túng tất cả sinh linh khi đó. Tuy từng sinh linh đều là sinh mạng thể độc lập, thế nhưng linh hồn của bọn hắn lại hết thảy quy về chỗ thần mẫu kia, sáng tạo ra thần mẫu cường đại. Bọn hắn quả thực chính là một người, tất cả mọi người tư duy đều là nhất trí, đều nhịp. Bọn hắn có thể là sinh mệnh độc lập, cũng có thể là một cái chi đại quân vô cùng khủng bố. Những sinh linh tiền sử này đã chết rồi, tính cả thần mẫu cũng chết đi ở bên trong tịch diệt kiếp kia. Thế nhưng mẫu thần dùng trí tuệ cao tuyệt của nàng để lại rất nhiều công pháp đi phục sinh những sinh linh tiền sử kia. Chỉ cần tu luyện công pháp ở đây, linh hồn bọn hắn giấu ở trong cơ thể bị nghiền nát của thần mẫu liền có thể gây dựng lại, mượn nhờ đại đạo của thời đại mới phục sinh, cuối cùng nhất phục sinh mẫu thần, để cho mẫu thần trở lại thành mẫu thần của thời đại mới này. Đồ giả mạo kia chỉ là một số trong số đó thôi, còn có vô số tồn tại như hắn đang chờ được phục sinh. Những tồn tại này phục sinh đến số lượng nhất định, mẫu thần sẽ tỉnh lại. Thần mẫu đạo quân sẽ một lần nữa hàng lâm thế gian, đem vô số sinh linh của tiên giới ta hóa thành một bộ phận của nàng.